Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Tân Pháp và Hồng Định. Thì hiện tại cái ngõ ISO Residence Quy Nhơn đã xây lên đến tầng 8 rồi nha. Và giá căn hộ hiện tại đang có sự thay đổi hơn so với giai đoạn 1. Căn hộ ISO hiện tại có giá dao động từ 10 triệu 500 đến 11 triệu trên mét vuông, giá đã với ET, tùy căn và tùy hướng ạ. Phía bên dãy shop house đôi hiện tại cơ bản đã xây xong phần móng và đang vào đất bên trong công trình ạ. Và đây là dãy shop house đơn đã hoàn thành xem phần móng và đã vào đất rồi nha. Rồi, Tân Pháp và Hồng Định vừa cập nhật tiến độ xây dựng cũng như giá bán của căn hộ ISO đến các anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị cũng như tất cả các bạn đã quan tâm video của tụi mình. Các anh chị có nhu cầu mua căn hộ ISO Residence Quy Nhơn, hãy liên hệ với Tân Pháp và Hồng Định nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.